lời khai tàn nhẫn của hai bảo mẫu bạo hành bé gái 2 tuổi. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngày 18 tháng 7, Huỳnh Thị Thanh Hằng, 24 tuổi và Vương Ngọc Thảo Vy, 26 tuổi bị Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về việc nghi bạo hành trẻ trong lúc trông coi khiến bé gái nhập viện. Theo đó, người phụ nữ đưa con gái tới nhà bà Cao Thị Đào nhờ giữ giúp, mỗi tháng 7 triệu đồng. Bà Đào sau đó đưa đứa trẻ tới trường mầm non Sao Mai, phường 9, thành phố Đà Lạt để gửi. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 6, trường này tổng kết năm học nên bà Đào đưa cháu về nhà, song bận việc nên nhờ Vi chăm sóc, trông coi tại nhà trọ thuộc địa bàn phường 12 với giá 2 triệu đồng một tháng. Hằng cũng tham gia giúp sức chăm cháu. Làm việc với cảnh sát, Hằng và Vi khai đứa trẻ thường giật mình, la hét và dùng tay cào lên mặt khi ngủ đêm. Thấy vậy, hai người này thường đánh bé. Trong đó, hôm mùng 8 tháng 7, khi đứa trẻ khóc, Vi đã đạp vào người cháu bé, khiến đứa trẻ ngã trong nhà vào phòng tắm. Còn Hằng thì thú nhận, liên tục 3 ngày sau bé tự vào nhà vệ sinh, nhưng té ngã rồi đập đầu xuống nền phòng tắm. Nghi can cũng khai, trong quá trình chăm sóc thường dùng tay để đánh vào người và chăn cháu. Ngoài ra, ngày 13 tháng 7, trong lúc Hằng lau nhà, mặt nền trơn trượt, đứa trẻ đã bị ngã, rồi đập đầu xuống nền. Sau đó, trưa ngày 16 tháng 7, bé gái đang ăn cơm thì nôn ói, nên cả hai đã đưa đi tắm. Tắm xong, cả hai thấy môi bé bị tím, nên dùng tay đè lên lồng ngực để hô hấp. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn khóc, Vi liền gọi chồng đến đưa tới Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Sau chẩn đoán, bác sĩ xác định bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Hiện, bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, Vietnamnet thông tin, bé gái 2 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương sọ não và nhiều vết thương, nghi do bạo hành. Cảnh sát sau đó vào cuộc điều tra, làm rõ.